anh em chúng ta đồng đây có tại nơi đây, tại nơi đây chúc mừng sinh nhật cho Văn Học và Đình Hòa, một buổi sinh nhật thật là ấm cúng ấm ấm, người đến toàn thể anh em chúng ta những lời cảm ơn của gia đình anh Văn Học và Đình Hòa.
và chúc mọi người một đêm thật là vui vẻ cùng với gia đình. Hôm nay thì you're so far away.
Wow.